cảnh vệ Lại Đắc Tuấn của tân chủ tịch nước có bị oan hay không. Tân chủ tịch nước Lương Cường là người phải trả giá cho sự mất cảnh giác vì đã để xảy ra vụ việc tai tiếng liên quan đến đoàn đại biểu nhà nước Việt Nam đi thăm các nước Nam Mỹ và dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru. Thượng tá Lại Đắc Tuấn, đội trưởng đội an ninh cảnh vệ chủ tịch nước, đã bị cáo buộc quấy rối tình dục phụ nữ người Chile. Đây là nhân viên của khách sạn của chính phủ nước nhà, chủ nhà tại thủ đô Chile. Ông Lại Đắc Tuấn đã bị cảnh sát Chile bắt giữ và đưa ra tòa án xét xử với phán quyết bị trục xuất ngay lập tức. Ông Tuấn cũng bị cấm quay trở lại Chile trong vòng 2 năm. Tuy chủ tịch nước Lương Cường không phải là thủ phạm trong vụ việc bê bối vừa kể trên, nhưng công luận thấy rằng từ nay trở đi sự nghiệp chính trị của ông Lương Cường sẽ còn gắn chặt với câu chuyện đầy tai tiếng làm nhục quốc thể này xảy ra tại Chile. Hành vi của thượng tá Lại Đắc Tuấn, đội trưởng đội an ninh cảnh vệ của chủ tịch nước, nếu chiếu theo luật pháp Việt Nam là hành vi làm nhục quốc thể. Theo quy định hiện hành của pháp luật, hành vi này có thể bị xử lý phạt hành chính từ 2 đến 3 triệu đồng, truy cứu trách nhiệm hình sự có hình phạt cao nhất đến 5 năm tù. Sự bằng mặt nhưng không bằng lòng giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường là hai lãnh đạo hàng đầu của chính quyền Việt Nam lâu nay là có thật. Đó là lý do khi xảy ra sự cố ngoại giao liên quan đến ông Lại Đắc Tuấn, ngay lập tức người ta đã đặt nghi vấn có bàn tay của ông Tô Lâm ở phía sau. Thượng tá Lại Đắc Tuấn là đội trưởng đội an ninh cảnh vệ của Chủ tịch nước, thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trực thuộc sự quản lý của Bộ Công an. Một bộ được cho là hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát và điều hành của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại sao Tòa án Chile đã ra phán quyết trục xuất ngay lập tức của cấm ông Tuấn trở lại Chile trong vòng 2 năm, nhưng ông Lại Đắc Tuấn hiện vẫn đang sống và trú ngụ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Chile để chờ chuyên cơ về nước cùng đoàn của Chủ tịch nước? Liệu đây có phải là một sự ưu ái vô lý của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Lực lượng cảnh vệ Việt Nam hiện nay có hai bộ phận độc lập, đó là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ K01 trực thuộc Bộ Công an và Bộ Bảo vệ An ninh Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, lực lượng cảnh vệ Bộ Quốc phòng chỉ có trách nhiệm bảo vệ các mục tiêu cũng như yếu nhân do quân đội quản lý. Trong khi đó, lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chịu trách nhiệm các mục tiêu khác và các chủ yếu là các mục tiêu thuộc dân sự. Trong thành phần đoàn đại biểu nhà nước Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu, trong chuyến công du nước Nam Mỹ lần này, có sự hiện diện của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Nếu ông Lương Cường là lãnh đạo đã chuyển sang ngành dân sự, thì tại sao đội trưởng đội cảnh vệ của Chủ tịch nước không bổ nhiệm bằng một sĩ quan của Cục Bảo vệ An ninh Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng? Thượng tá Lại Đắc Tuấn thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trực thuộc sự quản lý của Bộ Công an. Ông Tuấn cũng đã 59 tuổi, và chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến tuổi về hưu theo chế độ đã quy định. Trong lực lượng công an nói riêng hay lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, việc tuân thủ mệnh lệnh của cấp chỉ huy là nguyên tắc cơ bản nhằm đảm bảo tính kỷ luật. Theo đó, mọi cán bộ chiến sĩ công an phải tuân thủ triệt để mệnh lệnh của cấp chỉ huy và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đó cho thấy rằng Thượng tá Lại Đắc Tuấn dù có muốn từ chối nhiệm vụ thực hiện hành vi lạm dụng tình dục trong chuyến công tác Chile của Chủ tịch nước Lương Cường là điều bất khả thi. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin cảnh vệ Lại Đắc Tuấn của tân Chủ tịch nước có bị oan hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tổng Bí thư Tô Lâm xử lý thể cá cha lúc này để dân nguyền rủa ông Trọng hay sao? Đã từ lâu, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể được cộng đồng mạng tặng cho biệt danh thể cá chê. Nguyên nhân là do ông Thể được cho là quan chức ăn hối lộ và tham nhũng rất bẩn như loài cá cha. Trong giai đoạn ông Thể giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2022, dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm kỳ thứ hai, đã có rất nhiều cáo buộc về các hành vi tham nhũng mang tính lợi ích nhóm, nhưng Nguyễn Văn Thể vẫn bình an vô sự và tiếp tục thăng tiến mà không hề hấn gì. Sau đại hội đảng lần thứ 13 trong tháng 7 năm 2021,
ông Nguyễn Văn Thể được tái bố trí làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, do có quá nhiều các sai phạm từ kỳ đại hội 12 trước đó, thì vào ngày 21 tháng 10 năm 2022, Quốc hội khóa 15 đã miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của ông Thể. Nhưng đáng ngạc nhiên, ông Nguyễn Văn Thể lập tức được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025. Theo truyền thông nhà nước đưa tin, ông Thể rời ghế Bộ trưởng là theo nguyện vọng cá nhân. Tuy nhiên, công luận thấy rằng việc ông Nguyễn Văn Thể nhanh chóng nhận được một ghế mới được cho là có sự thỏa hiệp và dàn xếp của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới thạo tin, ông Nguyễn Văn Thể dù là một lãnh đạo người miền Tây nhưng luôn luôn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức quan tâm và ưu ái. Việc ông Nguyễn Văn Thể được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã gây xôn xao dư luận lúc đó. Nguyễn Văn Thể là người thế nào, đã tai tiếng ra sao, ai ai cũng biết rất rõ. Dư luận đã không hiểu được vì sao Nguyễn Văn Thể lại được công trọng cất nhắc chuyển sang lãnh đạo một cơ quan tương đương, bất chấp dư luận như vậy. Mới đây nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gọi tên cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể với lý do ông Thể đã vi phạm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong việc tổ chức thực hiện các gói thầu dự án của công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Theo đó, những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng một số lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải dưới quyền. Vụ Thuận An là một trong những đại án dẫn đến việc Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ phải mất chức. Tới cuối tháng 10 năm 2024, theo báo cáo của Bộ Công an, số tiền thu giữ trong các giai đoạn điều tra vụ án Thuận An bước đầu là 91,5 tỷ đồng và 130.000 đô la. Trong thời gian đương chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trước đây, ông Nguyễn Văn Thể đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến các dự án giao thông như dự án đường sắt Cát Linh, Hà Nội, Hà Đông, trạm thu phí Bốt Cai Lậy, v.v. Vậy tại sao cho đến nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới đề nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư kỷ luật ông? Công luận thấy rằng người ta đã nhận ra chân tướng của ông Thể cái cha từ rất lâu. Nhưng giờ đây, việc Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức gọi tên ông Thể là một điều đáng mừng. Tuy việc xử lý thế nào chỉ chưa ai biết, nhưng dù sao muộn còn hơn không. Việc xử lý các vấn đề liên quan những bê bối của Nguyễn Văn Thể về mặt nguyên tắc sẽ được thực hiện theo quy trình và thẩm quyền của các cơ quan chức năng dựa trên kết quả điều tra và kết luận cụ thể. Tuy nhiên, vẫn có các nghi ngại cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm quyết định lôi cổ Thể cá cha xử lý vào lúc này và để những người dân Việt Nam nguyền rủa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, việc này sẽ càng nâng cao uy tín của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm xử lý Thể cá cha lúc này để dân nguyền rủa ông Trọng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de